Ông Thạc Sỉn là người tạo ra những dấu ấn đặc biệt với chính trường Thái Lan. Năm 2023, ông đã trở về nước sau 15 năm sống lưu vong và bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian nắm quyền. Sau đó, ông được nhà vua Thái Lan giảm án xuống còn 1 năm. Lý do được đưa ra là vì những đóng góp của ông Thạc Sỉn cho đất nước và lòng trung thành của ông với chế độ quân chủ. Lại có tin đồn rằng việc trở về của ông là kết quả của một cuộc siêu thương lượng và ông Thạc Sỉn dường như đã đặt cược vào khả năng ông sẽ không phải ngồi tù quá lâu. Và ông đã đúng. Năm 2024, hơn một ngày sau khi con gái ông lên làm thủ tướng, ông đã được ân xá và kết thúc 1 năm tù. Theo Hoàng gia Thái Lan, nhà vua đã tạo cơ hội cho mọi người để họ tự cải thiện bản thân và mang lại lợi ích cho đất nước. Lệnh đại xá cho những tù nhân cải tạo tốt được đưa ra gần 1 tháng sau khi quốc vương Thái Lan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 hồi cuối tháng 7. Đó là vị vua thứ 10 của triều đại Chari. Ông lấy niên hiệu là Rama đệ 10. Ông lên ngôi ở tuổi 64 và trở thành vị vua lớn tuổi nhất Thái Lan tại thời điểm đăng quang. Trở lại với câu chuyện của ông Thạc Sỉn. Vì sao ông Thạc Sỉn phải ngồi tù? Đời sống trong tù của ông Thạc Sỉn như thế nào? Câu chuyện về ông Thạc Sỉn Sinawacha là một trong những bi kịch chính trị phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại của Thái Lan. Phản ánh sự đấu tranh quyền lực kéo dài giữa các nhóm lợi ích khác nhau, từ giới quân đội, hoàng gia đến tầng lớp chính trị và doanh nhân. Ông Thạc Sỉn Sinawacha sinh năm 1949, xuất thân từ một gia đình giàu có gốc Hoa. Trước khi bước chân vào chính trường, ông đã là một doanh nhân rất thành công, sáng lập và phát triển tập đoàn viễn thông Sin Corporation, một trong những công ty lớn nhất của Thái Lan. Sự giàu có và thành công trong kinh doanh đã tạo tiền đề để ông Thạc Sỉn bước chân vào chính trường. Năm 2001, ông sáng lập đảng Thái Rắc Thái, có nghĩa là đảng người Thái yêu người Thái, và nhanh chóng giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cùng năm, trở thành thủ tướng của Thái Lan. Trước đó thì ông đã từng giữ vai trò phó thủ tướng Thái Lan. Ông được ca ngợi vì những chính sách kinh tế mang dấu ấn dân túy như là chương trình bảo hiểm y tế 30 bạt và các dự án phát triển nông thôn. Những chính sách này đã giúp ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các tầng lớp lao động và nông dân, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Dù nhận được sự ủng hộ từ người dân, thì ông Thạc Sỉn lại vấp phải sự phản đối từ các tầng lớp khác trong xã hội, đặc biệt là giới thượng lưu Bangkok và quân đội. Các cáo buộc về lạm quyền và tham nhũng bắt đầu nổi lên. Ông bị cáo buộc đã sử dụng quyền lực của mình để tạo những chính sách có lợi cho công ty gia đình, đặc biệt là trong việc bán cổ phần Sin Corporation cho một công ty của Singapore mà không phải đóng thuế. Vụ việc này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong xã hội, đặc biệt là khi những người chỉ trích cho rằng Thạc Sỉn đang bán rẻ tài sản quốc gia. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc chỉ đạo cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi, dẫn đến những vụ bắt người ngoài vòng pháp luật. Điều này đã làm gia tăng sự bất mãn và nhiều tổ chức đã đứng ra cáo buộc ông vi phạm nhân quyền trầm trọng. Sự phản đối của giới quân đội và hoàng gia kết hợp với những cuộc biểu tình rộng khắp của phong trào áo vàng đã dẫn đến cuộc đảo chính quân sự vào ngày 19 tháng 9 năm 2006 khi ông Thạc Sỉn đang tham dự một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại New York. Quân đội đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát, giải tán chính phủ của ông Thạc Sỉn và đình chỉ hiến pháp. Sau cuộc đảo chính, một chính quyền quân sự đã được lập ra và không còn cách nào khác, ông Thạc Sỉn phải chọn cách sống lưu vong để tránh bị truy tố. Ông bắt đầu cuộc sống lưu vong của mình tại London, Anh, nơi ông sở hữu một nhà hàng sang trọng. Tại thời điểm này, ông Thạc Sỉn vẫn giữ hy vọng có thể trở lại chính trường Thái Lan và thường xuyên bày tỏ ý định quay về quê nhà. Trong giai đoạn đầu lưu vong, ông duy trì một cuộc sống tương đối yên bình tại Anh, nơi ông còn sở hữu cả câu lạc bộ bóng đá Manchester City mà ông đã mua lại vào năm 2007. Tuy nhiên, đến năm 2008, sau khi bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án vắng mặt với 2 năm vì lạm dụng quyền lực, ông thừa nhận rằng việc trở về Thái Lan có thể mang lại nhiều rủi ro hơn những gì mà ông mong đợi. Thế là ông bắt đầu di chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau, sử dụng hộ chiếu từ Nicaragua, Montenegro và Uganda để tránh bị dẫn độ. Ông thường xuyên sống ở Dubai, nơi ông có cơ sở kinh doanh và tận hưởng cuộc sống xa hoa tại một trong những khu vực phát triển nhất ở Trung Đông. Dubai đã trở thành một nơi trú ẩn chính của ông do không có hiệp định dẫn độ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Trong thời gian lưu vong, ông Thạc Sỉn vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với các đồng minh chính trị của mình tại Thái Lan. Ông cũng thường xuyên tham gia vào các cuộc họp trực tuyến và điện thoại với các lãnh đạo của đảng Phêu Thái, đảng chính trị đã kế thừa từ đảng Thái Rắc Thái. Ông cũng sử dụng quyền lực và tài chính cũng như mạng lưới chính trị rộng lớn của mình để hỗ trợ phong trào áo đỏ,
lực lượng ủng hộ ông và chống lại chính phủ quân sự Thái Lan. Ngoài Dubai, ông còn dành thời gian tại Hồng Kông, Singapore và các nước châu Âu như là Pháp và Thụy Sĩ. Ông có một mối quan hệ thân thiết với các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia và nhờ vào những mối quan hệ ngoại giao và kinh doanh từ trước nên ông có một cuộc sống có thể nói là an toàn. Cũng phải khẳng định rằng, dù lưu vong, ông Thạc Sìn không hoàn toàn thoát khỏi những thử thách pháp lý. Chính phủ Thái Lan liên tục tìm cách gây sức ép lên các quốc gia mà ông Thạc Sìn lưu trú để dẫn độ ông trở về. Tuy nhiên, ông đã khéo léo tránh các nỗ lực này, sử dụng nhiều hộ chiếu và di chuyển liên tục để tránh bị bắt giữ. Và tất nhiên, ông không từ bỏ tham vọng chính trị của mình. Ông đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ với các đồng minh tại những nơi mà ông đến, nơi ông đưa ra các chỉ thị chiến lược cho đảng Phêu Thái. Ông cũng thường xuyên xuất hiện qua các phương tiện truyền thông quốc tế để chỉ trích chính phủ quân sự Thái Lan, đồng thời kêu gọi các cuộc bầu cử dân chủ. Ở quê nhà, sau khi bị lật đổ, thì ông phải đối mặt với rất nhiều những cáo buộc hình sự. Năm 2008, Tòa án Tối cao Thái Lan xét xử vắng mặt và tuyên án 2 năm tù như đã nói về tội lạm quyền với ông trong việc mua đất của chính phủ với giá ưu đãi cho vợ của mình. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mà ông Thạc Sìn phải đối mặt, nhưng ông luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng các cáo buộc này mang động cơ chính trị. Quãng thời gian lưu vong dài dằng dặc của ông Thạc Sìn 15 năm đã kết thúc vào tháng 8 của năm 2023 khi ông quyết định quay trở về Thái Lan. Ông trở về với mong muốn chấm dứt những năm tháng lưu vong và chịu án tù để có thể gần gũi với gia đình, đặc biệt là khi con gái của ông, bà Petongtan, đã nổi lên như một nhân vật chính trị chủ chốt tại Thái Lan. Vậy là tháng 8 của năm 2023, ông trở về sau 15 năm xa đất nước Thái Lan, đối mặt với bản án 8 năm tù mà ông đã bị kết án trước đó. Tuy nhiên, ngay sau khi ông trở về, ông đã được điều trị tại bệnh viện vì lý do sức khỏe và thời gian nằm viện này được tính vào án tù của ông. Về quãng thời gian 1 năm tù của ông tại Thái Lan, theo báo chí Thái Lan, do thân thế đặc biệt của ông Thạc Sìn, ông chắc chắn được thăm hỏi bởi các thành viên gia đình, các cộng sự thân cận, những đại diện của nhiều tổ chức khác nhau. Bởi vậy, ông Thạc Sìn được cung cấp một không gian phù hợp để gặp gỡ họ. Hơn nữa, ông đã cao tuổi, ông đã được theo dõi, chăm sóc y tế chặt chẽ. Các bác sĩ của Cục Cải huấn đã kiểm tra sức khỏe của ông Thạc Sìn thời điểm ông bắt đầu vào tù và phát hiện ông có 4 bệnh nền gồm tim, phổi, huyết áp và thoái hóa cột sống. Với những vấn đề này, ông Thạc Sìn được xếp vào nhóm cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên và đặc biệt. Theo cơ chế dành cho tù nhân với các vấn đề sức khỏe như vậy, ông ban đầu được đưa đến một khu riêng ở khu 7, trung tâm y tế của nhà tù. Tại đây, ông được theo dõi sức khỏe 24/7. Phòng của ông được trang bị tương đối là đầy đủ. Như vậy là thực chất, ông được giữ tại bệnh viện thay vì trong nhà tù. Và việc này đã gây ra nhiều tranh cãi và chỉ trích từ phía nhiều người. Đó là những người cho rằng ông được đối xử ưu đãi đặc biệt do sức ảnh hưởng và quyền lực của ông. Sự đối xử đặc biệt mà ông Thạc Sìn được nhận, cùng với việc ông được ân xá và giảm án một cách nhanh chóng, bây giờ đã ra tù, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Người thì cho rằng đây là một sự bất công và là bằng chứng cho thấy sự bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp của Thái Lan. Trong khi đó, những người ủng hộ ông và gia đình của ông lại coi đây là một sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp của ông Thạc Sìn cho đất nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.